Hi các bạn, rồi và chào mừng các bạn đã lại quay trở lại với Wewick Gaming. Và mình là Vu đây các bạn ơi. Rồi thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn quay trở lại một đêm đấu đỉnh cao của mình các bạn ạ. Thì hiện tại là bây giờ ấy, mình mà leo đấu đỉnh cao ấy thì mình sẽ lấy nick của các bạn, nó thẳng ra là của những cái bạn fan, những anh chị hoặc là những bạn nào mà có nick leo top ấy thì muốn mình lên TV là muốn chơi ấy, thì mình sẽ leo cho bạn xem. Thì đương nhiên cũng như ngày hôm nay, thì ngày hôm nay mình sẽ chơi một đêm đấu đỉnh cao cùng với Scoot các bạn ạ. Thì đây là nick của bạn Hắc Hàn Kim Xuân. Nói chung không biết phải tên thật hay không. Đấy thì bạn ấy bảo là hiện tại nick của bạn ấy đang là nick top Scoot. Thì sau khi mà mình vào ấy thì hiện tại cái nick của bạn này đang là top 24 Việt Nam Scoot các bạn ạ. Và với cái top đấy rất là cao nha. Top này không hề bé một tí nào các bạn ạ. Bởi vì mình nói ở trên top 50 là đạt trên top server Việt Nam rồi. Nhưng mà muốn có cục vàng thì chúng ta phải lên top 10. Đó, và với điểm đỉnh cao là 1523. Điểm đỉnh cao, cao nhá. Điểm này là cao ấy, chứ không thấp đâu. Và với lực chiến là 8089 điểm. Nếu mà muốn lên top 20 thì phải lấy đâu đó là tầm 300-400 điểm. Tầm 400 điểm. Vậy là mình phải chơi tầm hơn đâu 500 điểm. Mình phải chơi đâu đó phải tầm 400 điểm đúng rồi. Chơi tầm 400 điểm là mình sẽ lấy được, đó chính là top 20 các bạn ạ. Nhưng mà thôi chắc vui thôi. Hôm nay chơi được bao nhiêu thì cứ chơi. Để một phần nào mình cũng muốn trải nghiệm thử là con tướng Scoot ở trên đấu đỉnh cao top 24 các thứ xem con nó sẽ như thế nào các bạn. Và chôn Việt Nam. Nói đùa vậy thôi. Hôm nay ấy tôi cũng sẽ thử luôn. Mặc dù là nick của bạn Hắc Hàng Kim Xuân này, nhưng mà mình cũng muốn thử một lần cầm con Scoot lên full phép các bạn ạ. Cầm Scoot lên full phép ở ngay cái đấu đỉnh cao này đó. Và để xem coi là mình sẽ cố gắng nhá. Mình sẽ pick được một trận nào đấy mà mình cảm thấy cái trận đấy ổn, trận đấy dễ chơi, trận đấy pick nói chung là xem tên bạn như nào ấy, thì mình sẽ cầm cái trận đấy mình lên full phép với con bài Scoot này cho bạn cùng xem nhá. Để xem coi là liệu rằng đấu đỉnh cao lên full phép nó có ổn đáp hay không nha các bạn ơi. Mặc dù là cái nick này đang tận K5 điểm ấy. Rồi, con team bây giờ mình và cùng các bạn sẽ cùng theo dõi, nói chung là cả em Hắc Hàn Kim Xuân đấy theo dõi với anh và cùng xem một đêm đấu đỉnh cao của anh lên leo cùng với con Scoot này, xem coi là anh có phá điểm của em hay là anh sẽ lấy điểm giúp em nhá. Còn thì bây giờ vô thôi. Được rồi, và tụi mình sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên nhá các bạn. Thì ở trận đấu đầu tiên ấy, mình đã mang con Scoot này đi rừng. Và chắc chắn rồi, con Scoot này thì nó sẽ thiên về đi rừng nhiều hơn so với những cái len top hay là SP nhá. Và chắc chắn mình sẽ cầm nó chính là phù hiệu Du Hiệp và lên full tank ở ngay trận đấu này. Ở trong này thì mình gặp team mình thì không có top tím gì mấy, hầu như toàn là mấy ông top tỉnh và top miền thôi. Thì đương nhiên ở ngay đầu game ấy, mình đã farm khá là nhiều. Nó thẳng ra là bởi vì tầm này thì người ta chơi cũng kỹ lắm, nên không dễ gì cho mình ăn mạng đâu. Nhưng mà ở ngay pha này mình đã có một pha gank rất là lời, khi mà các bạn có thể nhìn thấy là mình đã dụ cho Pen vô lao vô mình. Thế nên là tụi mình đã được mạng của Pen, nhưng sau khi mà ăn Pen xong thì Mijan cũng lại lao vô mình. Nhưng mà đây là 2-1, vậy nên ở ngay pha này tụi mình đã lời chứ không hề lỗ nhá. Một lúc sau ấy thì con rồng ra thì tụi mình quyết định là lao vô đen rồng luôn, nhưng mà phát hiện đó chính là Wonder với lại Bijan đang ở đây. Nhưng mà bởi vì là cái chất tướng của mình khỏe nên mình lao vào mình chơi luôn. Mình ăn được con rồng, nhưng mà xui một cái là tem mặt có cả thằng Pen nữa. Nếu như mà pha này không có thằng Pen thì chắc chắn là mình với Tulen có thể ăn được ấy. Nhưng không sao, coi như tụi mình ăn được một con rồng với lại một cái trụ ở đường dưới nhá. Đó, sau khi mà Ngộ Không lấy được cái trụ xong ấy thì đương nhiên là sẽ đi ram và hỗ trợ cho team rồi. Mình thì cũng đang vừa ăn được con Buret, mình ở lại đây mình đép cái trụ, nhưng mà mình quyết định mình solo thử với ông Wonder luôn, cho bây giờ mình ao cấp hơn, mình sử dụng chiêu cuối để có thể né được cái choáng của Wonder nhá. Nói chung là Wonder với lại Scoot ấy thì mình luôn đoán là Scoot nó sẽ nhìn trên kèo hơn một chút xíu. Các bạn có thể nhìn thấy cái pha vừa nãy ở đấy, mình sử dụng ulti để mình né được cái choáng của Wonder nhá. Đó, và những lần sau đấy đương nhiên chắc chắn là lợi thế của team mình ấy với lại team bạn ấy đều là ngang nhau. Các bạn có thể thấy là hai bên đều ăn được một trụ và chỉ ăn được 12 mạng. Nó thẳng ra là vàng vẫn đang ngang nhau nha, nhưng mà bởi vì chất tướng của tụi mình khỏe hơn ấy, vậy nên là các bạn có thể thấy ở ngay pha này mình đã giết mạng của Pen và làm 1-1. Nhưng một lúc sau ấy là do team bạn có Erin tới kịp thời, thế nên là team mình bị thất thế một chút xíu. Nhưng mà sau khi mà Lilith team mình cùng vừa tới kịp thì tụi mình vẫn lại có lợi thế hơn. Bijan lại tiếp tục đánh hơi bị lỗi ngay pha này nhá, nhảy vào này và cái giá phải trả gì đó chính là lại nằm xuống và mình ăn được tiếp ở cái mạng này luôn nhá. Và đây là một pha ăn được 3 mạng của mình nhá. Lúc sau thì tụi mình quyết định triển khai ăn con Chia này, nhưng mà không hiểu Arum đang nghĩ cái gì đầu trong các bạn ạ. Chói thì chói đấy, nhưng mà bây giờ cầm con Arum chói mà không có team thì sao mà đánh, cái giá phải trả gì. Vừa mất Chia vừa mất mạng đã thế nhá. Ông Pen còn tính vào đây làm gì ấy, cũng may là còn chưa một chạy về các bạn ạ. Và đây là một pha cực kỳ lời của tụi mình, nó thẳng ra là tên bạn No Hop nhá. Và đương nhiên là những lần sau đấy ấy, đến ngay pha combat cuối cùng này, khi mà Pen cố gắng vào cáo ấy, nhưng mà hầu như anh ta toàn ulti. Mình từ đấy giờ mình để ý nhá, là anh ta toàn ulti vô tanh thôi, toàn ulti vào mình với lại ulti vào Lumber ấy. Thế nên là tên bạn nhìn No Hop vãi. Và sau một hồi đánh nhau ấy, thì cuối cùng là tụi mình giết được mạng cả Arum với lại mạng của Wonder luôn. Và
Một lúc sau đấy thì Bijan cố gắng đép ở ngay cái trụ này, nhưng mà hình như là anh ta không biết là mình quá là trâu đó, thế nên là Bijan cũng nằm xuống. Và sau đó tiếp theo là Pen các bạn ạ. Và đương nhiên là một mình Erin không thể nào mà đép nổi cái trụ này. Thế nên là ngay trận đấu đầu tiên này, tụi mình đã có một trận đấu khá là nhanh nha. Nói chung là một trận đấu hủy diệt đấy. Do chất tướng team mình khá là khỏe nên team bạn không đánh vào được nhá. Arum thì chói không ai vào bắt được. Và ngay trận đấu đầu tiên này chắc chắn rồi, mình đã cộng được đó chính là 95 điểm. Và ngay trận đấu đầu tiên này mà được cộng 95 điểm cũng khá là nhiều ấy, chứ không hề ít đâu nha các bạn. Nói chung là một khởi đầu khá là xuân sắc ấy, ok phết. Ui, đáng lẽ trận này mình đi top ấy các bạn ạ, nhưng mà mình quyết định mình quay xe ấy nhá. Tại do bên kia pick Florentino ấy, tức là mình quyết định là mình không đi top cùng với ông Flo luôn, mình sợ Flo múa các bạn ạ. Thế nên là tôi quay xe một chút, để tí nữa nếu như mà được trận nào được nhá thì mình sẽ cố gắng mình cầm con scoot này đi lên phép cho các bạn xem luôn nhá. Còn bây giờ thì cứ lên tanh đi, bây giờ cứ đi đường bình thường các bạn ạ. Đáng lẽ trận này tôi đi top đấy, mà do thấy nó pick Flo cái thôi nghỉ luôn. Ui ghê nhở, Flo, ui giời ơi, Flo ngộ không, thôi xong rồi, ngộ không bị ganh rồi các bạn ơi, khá là đen trong ngộ không các bạn ạ. Đầu game bị ganh rồi. Ui nhưng mà mình chưa có chứng chỉ, mình chưa có chứng chỉ các bạn ơi. Ôi ôi mày quá. Trời ơi con kỳ bunty kìa, đen thế, cay chưa, không kỳ bunty luôn. Ba đấy mình không kỳ bunty mình đi luôn. Ôi không được, không có nói cho tầm nhìn rồi. Ơi đây này, vai nó chưa về. Ui nó chưa về nữa các bạn, nó chưa về. Trời ơi mà tem tôi nó đông vãi nồi ạ. À. Thôi. Tem mặt đông vãi trưởng các bạn ạ. À. Ôi. Thật luôn đấy hả? Thật luôn đấy hả? Trời ơi cái gì vậy mấy ba? Ảo tưởng tới à? Rất là tham nha. Ừ. Mấy thanh niên đáng lẽ về được rồi mà tham tôi vãi. Chấp trụ luôn nè. Hay, đúng rồi, chấp trụ đi chứ, phải thế. Hay. Hay quá các đồng nghiệp của tôi, phá trụ đi các bạn. Lời rồi, hay quá. Uầy, pha này team mình băng trụ tốt nha. Băng trụ mà không đi ai là lời rồi đó, thề đảm bảo luôn. Không có giải chúng mình đi chắc. Ghê à? Ghê à? Ghê à? Đừng tưởng thằng này không dám chơi. Một con UE nữa thì làm sao mà chơi nổi đúng không? Đảm bảo luôn. Thế nên fan này combat tụi mình lời, yên tâm. Ôi kìa. Ô oh, hay. Trời pha đấy tôi làm đẹp lắm rồi đó. Ân tí nó phát nữa bạn. Có ân tí không? Có ân tí không? À không có à. Đây rồi. Đấy rồi. Hết cứu. Bảo là hết cứu mà cứ đòi ăn. Ôi nhưng Ngộ Không đi rồi. À quên nói với các bạn là ông Ngộ Không này là ông Ngộ Không vừa nãy mình gặp nhá. Chứ ông Ngộ Không vừa nãy ở ngay trận đấu đầu tiên cùng với mình các bạn ạ. Ô sao này. Vãi nồi ảnh liều. Ảnh liều vãi trường, mình tưởng là ảnh sẽ say chứ ảnh về nhưng mà ảnh không về các bạn ơi. Anh không về nhỉ, anh quyết định anh chơi luôn nha. Ghê à? Đòi chơi. Trời ơi, bạn đòi bắt con Flo. À đâu, bắt con Scoot. Một con Scoot full tank. Nếu như tôi full phép thì các bạn có thể chơi được. Nhưng đằng này tôi lên full down các bạn ơi. Hay. Ép lên luôn không? Một thằng đi rồi là tụi mình ép được các bạn ạ. Team mình giết được hai lần này. Pha này lên luôn nhá. Flo cũng không cân nổi đâu. Flo thì cũng không cân nổi 5 thằng đây đâu các bạn ơi. Trời ơi tôi trâu lắm bạn à. Thằng này ui vẫn giết được thằng Valet kìa. Vãi. Vẫn giết được Valet luôn mà các bạn. Ảo chưa? Pha đấy mình tính mình lao vào mình đẩy team bạn thôi chứ không có muốn đánh nhau nha. Mà ai có rẻ tự nhiên win luôn. Hay, chết nó, giết được nó. Giết nó là win đấy. Hay, ơ hay quá, SP hay này các bạn. Làm được pha cuối, ngon chưa. Trời ơi, ông Helen, ông chỉ SP mà ông toàn chết trước các bạn ạ. Ông chỉ SP mà ông toàn chết trước thì chịu rồi.
Chứ hai lần chỉ có cover cho tem cho dàn dưới mà toàn đi này là toang. À quên, cộng điểm chứ, trời ơi. Trận này cộng có 32 điểm mà. Trận này mình có cộng 32 điểm các bạn ơi, ít vãi nồi. Ơ sao trận này cộng ít vậy ta? Thế trận này cây đây cao mà mình cộng hiến vãi nồi. Trời, trận này MVP thua mỗi ghi mà cộng có 32 điểm. Xàm. Hơi xàm nhá. Uầy. Cục tím hai lần luôn, cũng ác. Đúng là trận này mình đã chuyển qua đi top các bạn ạ. Nhưng mà các bạn biết gì không? Mình không dám mang full phép. Bởi vì khi mà chúng ta lên full phép thì các bạn phải biết là phải xem tem bạn như nào. Nhưng mà các bạn có thể thấy là tem bạn nào toàn là đấu sĩ. Xong ngồi chơi Aneste đi mid. Không biết bắt vô thằng nào luôn. Nên là mình sợ mình trận này mình lên full phép là mình toang. Nên là mình phải pick được. Nếu mà trận nào mà mỏng mỏng ấy, trận nào mà ít đấu sĩ đỡ đòn hay gì ấy, thì mình có thể chơi được nha các bạn. Còn nhìn tem bạn này, không biết chơi sao luôn. Nên tôi lại phải tiếp tục lên full tank các bạn ơi. Nhưng mà chắc chắn yên tâm đấy, mình sẽ cố gắng mình kiếm được một trận mà mình lên full phép cho bạn xem. Được rồi, trận này thì mình gặp bên tem mình là có top Việt Nam Timmy. Top Việt Nam Timmy với lại top Kane các bạn ạ. Ui, mình cũng nói được đấm luôn đấy. Ôi thằng này. Trời ơi. Mày sai rồi con. Ôi trời ơi, thôi, tao về. Tao về, ok được chưa, tao về, yên tâm. Tao xin phép tao về. Ui, mà phát vào đấy mình đấm nóng được luôn mà. Ảo vãi. À, ảnh về rồi các bạn ơi. À rồi, tem tao tới, mày đi. Tem tao tới rồi con. Tem tao tới rồi con. Cấy chứ con. Mày này. Đau chưa con? Biết vậy tao lên full phép tao đấm. Tao đấm cho mày tới nái luôn. Ui. Vãi nồi, để tao sờ toát nó xanh vậy. Ui, sờ toát không chết luôn. Trời ơi, triple kill thôi xong tem tôi rồi. Toang rồi. Trời, đánh ẩu thế. Trời ơi. Nó 7-0 rồi các bạn. Vãi nồi, tao sờ toát tem bạn 7-0 rồi. Không ổn đấy. Mẹ fit cái gì mà kinh vậy? Thế chịu luôn. Fit kinh vãi trường. Ôi nó tóc biến luôn đấy hả? Tóc biến các bạn ơi. Ui mà fit kinh thế. Trời nó 9-0 rồi đấy. Vãi nồi à, 6 phút fit cho nó 10-0. Ui cái gì đang diễn ra vậy? Tính ra là mình đang đấm xương xương được thằng Rio Mai chứ. Không, tính ra là vẫn đang ôn kéo với thằng Rio Mai mà đường dưới. Mãi trường. Ghê à. Bạn cũng đòi solo. Con Gian mà chưa lên cấp 12 mình không có sợ đâu. Mà bây giờ thằng Sir Tuat nó xanh quá các bạn ạ. À. Các bạn hiểu không? Trời ơi, nó không chết kìa. May quá, có cái du hiệp. May mình có cái du hiệp mình giết được thằng... thằng Kane các bạn ạ, à, nhưng mà anh em tôi đầu game fit quá. Anh em mình đầu game fit cho thằng nó 11-1 các bạn ạ, à, vãi cả trường thật. Tem, anh em tem tôi là các bạn biết gì không? Đụng là chạm, đến là đón. Mày thích không? Mày đụng tao đúng không? Tao đến tao chạm mày luôn, tao chơi mày luôn. Đụng là chạm, không nói nhiều. Anh em tôi là như thế đấy. Vãi nồi thật. Trời ơi, đến lần nó chửi tao. Uầy, mình không biết mình làm gì sai đâu, bây giờ nó chửi tôi các bạn ơi. Ai lại ẩu. Thế cơ à? Làm được gì luôn cơ à? Trời ơi anh em ơi, hay quá, tôi còn cái giáp hồi sinh. Anh ta chơi anh ta fit. Đánh nhau liên tục sao anh ta trách mình các bạn ạ. Mà tính ra là mình đâu có chửi ai đâu, mình đâu muốn làm gì đâu. Mình đang rất là bình thường các bạn ơi. Thôi, toang rồi. Mình không biết là mình làm cái gì sai mà mình bị thằng Kane nó chửi các bạn ạ. Trong khi là mình đang làm đúng nhiệm vụ vãi nồi. Mà đánh nhau nhá. Thằng top tem nó, mình thật các bạn là thằng top nó cũng đâu đi nhanh đâu. Mình với thằng top xua kẹo ở trên luôn đấy các bạn thấy không. Mà xong cuối cùng đấy, thằng Kane nó cứ chửi. Trời, tao không biết. Tao làm gì sai luôn bây. Thế mình không biết mình làm gì sai luôn mà anh ta cứ trách mình các bạn ạ. Ôi trong khi mình xua kẹo vãi, mình vẫn giữ vị trí nha, mình vẫn đánh.
mà không hiểu mấy ảnh. Anh ta chê mình các bạn ạ. Mình méo biết mình làm gì sai luôn các bạn. Mà anh ta cứ chửi mình nãy giờ. Ảo thật. Nè, đánh nó này, nó mất chiêu 2 rồi. Nó mất chiêu 2 rồi bạn ơi. Trời ơi. Trời, lại cái gì? Ôi. Ôi ôi ôi. Không sao, không sao anh em. Anh em cứ từ từ. Anh em tôi chơi là không trách nhau. Chỉ mỗi là thằng kia nó chửi thôi. Anh em cứ đánh đi, không sao cả. Còn tôi là còn chơi được. Không cần về đâu bạn. Ôi. Anh em ơi. Hay. Anh em ơi. Thôi xong rồi. Vai cả trưởng thật. À. Sợ là đánh nhau. Trời, pha đấy mình tính cứu ấy. Pha đấy mình cứu Timmy các bạn ạ. À. Chứ mình không muốn đánh. Pha đấy mình đẩy để cho Timmy về ấy. Mà Timmy vẫn đi các bạn ạ. À. Đánh từ từ thôi. Ôi vãi luôn tiêu kiểu. Ôi ôi ôi. Ôi 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 ôi. Ê ê ê ê ê ê. Ấu ấu ấu. Đây, đánh nó. Ôi đồi. Trời, nó còn chiêu 2 kìa. Hay. Ê, nhưng còn. Ê, về đi. Về đi. Về đi. Thằng nào về được về đi. Chết đi, thua đấy. Rồi, thua rồi anh em ơi. Thôi thua. À, thua rồi các bạn ạ. À. Trời ơi, mình hết cỡ rồi. Mình chưa kịp chọc lính luôn ấy. Chưa kịp đấm vào lính luôn. À. Đầu game fit kinh quá. Trời ơi, anh em tham quá. Thôi không sao. Coi như là đầu game chúng ta bị lỗi. Rồi, trừ 16 điểm các bạn ạ. Mình tính trước là trận này mình sẽ trừ ít rồi. Tại do vừa nãy cộng 32 điểm là mình thấy có điểm rồi. Ồ, trận này mình đánh với lại cục tím Ryoma này các bạn. Cục tím Ryoma với lại là cục tím Aneste. Mà thề ông ông Huy tem tôi. Ông Timmy. Thề ông chơi Timmy mà ông ảo tưởng ác. Ông lên full phép đó các bạn ạ. Ông lên full phép và xong rồi ông lao lên ấy. Nhưng mà thôi, không sao. Cũng không trách được. Tem mình đánh thế cũng respect rồi các bạn ạ. Trời ơi, đúng không? Ui dồi ôi. Tôi gặp lại ông Timmy vừa nãy các bạn ạ. Lại là anh Huy. Tại sao anh Huy? Tại sao Aneste không phải bên tem tôi mà lại là anh Huy? Đúng là mình không chơi anh Huy nhưng mà anh Huy chơi vội quá. Anh Huy trận này cũng lên full phép. Các bạn có thể thấy là trận này mình chuyển sang full phép nhá. Mặc dù mình đánh floor luôn đấy các bạn ạ. Nhưng mà hình như là trận này mình thấy mình hơi sai lầm rồi. Trận này mình lên full phép là mình thấy hơi sai lầm các bạn. Hay là mình chuyển sang full tank cơ? Chứ mình thấy trận này mình lên full phép nó hơi sai lầm các bạn ơi. Chết tôi rồi. Lỗi tôi rồi các bạn ạ. Các đồng ơi. Các đồng chí. Lỗi tôi rồi. Không sợ. Lên full phép luôn các bạn ơi. Không lẽ mình lại sợ floor đúng không? Sợ gì con floor này các bạn. Đấm luôn. Uy tín không? À đây này. Trời đây này. Ôi. Múa. Ôi. 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 Múa. Múa kinh quá. Đây rồi. Ôi. Nó vẫn chạy về được kìa. Hên chưa. Đấm đau lắm rồi nhưng mà nó chạy về được các bạn ạ. Láo. Mày láo à. Đấy sức mạnh scoot full phép chưa. Trời ơi thôi. Pha này thì chịu các bạn ạ. Pha này mình hết cỡ rồi. Trời gặp ngay thằng floor nữa chứ. Đen thế mình tưởng floor về rồi. Floor chưa về các bạn ơi. Ê da. Ảnh chọc nhanh quá. Ui. Thằng này như máy khâu ấy. Mình còn dám cầm như này để mình leo đánh cho bạn xem là mình phải tự tin cỡ nào rồi đấy. Chứ thằng floor đấy muốn như máy khâu ấy các bạn ạ. Khó chơi nó lắm. Nửa cây máu. Nửa cây máu các bạn ạ. Đừng để thằng này đấm tiếp. Bạn tính làm gì tôi. Ủa cái gì đấy. Gì đấy. Ui. Ui trời ơi. Một đấm đi luôn à. Vai nồi. Một đấm đi. Ê. Giáo án lên phép này uy tín nha các đồng chí. Ơi, thôi, pha này đi rồi. Pha lên hơi cao các bạn ạ. Ui,
nửa cây máu. Trời ơi, nửa cây máu kìa các bạn. Rồi, thằng ấy nó ten hết vô rồi đấy, đảm bảo luôn. Ai nó ten hết vô đấy các bạn ạ. Một cười quá ấy. Mày đi. Nó còn tóc biến thì phải. Nó còn tóc biến các bạn ơi. Còn tóc biến không? Hết tóc biến rồi hay. Lùi lại tí. Lời. Phải để bắt lời được các bạn ạ. Phải để tem mình lời lắm luôn đấy. Thấy chưa? Mình bảo mà đấm đau lắm. Mặc dù là đấm một đấm chưa đi, nhưng mà nếu mà dùng sát thương một phát là đi luôn ấy. Từ nhá. Trời ơi, nó còn siêu máu kìa. Ui, lỗi mình rồi. Nhưng mà không sao, kiểu gì nó cũng phải về. Ơ, nó không về các bạn ạ. Nhưng không sao nha. Nó không về là thua. Chắc em không cần về. Không cần về các bạn ơi. Rồi thôi, Timmy về rồi. Timmy về rồi các bạn ạ. Được không? Win được không? Win được. Nice sir. Win được. Ôi, pha đấy mình đấm. Mình đấm vào con Nakaroth rồi. Biết vậy mình chạm nhẹ một cái nhở. Biết vậy mình nên chạm nhẹ chứ mình đi ấn T các bạn ạ. Mình lỡ ấn T nó kiểu nó bị khựng lại ấy. Nhưng sao nha. Lần đầu tiên tôi chơi con Scoot mà trên K5 điểm mà dám cầm full phép đấy các bạn ạ. Đó, ông Huy đấy. Lại là ông Huy đi sức bòn đấy các bạn. Ok, tụi mình cùng đến với trận tiếp theo các bạn ạ. Trận này thì mình không dám đi full phép nữa. Tại do bên kia tem mình lỡ thả Aya. Thế nên mình kia pick được bộ đôi Aya với lại Tara khá là khó chịu các bạn ạ. Vậy nên là mình phải trận này phải cầm Scoot đi lên tay nhá. Chứ trận này mà mình lên phép mình đảm bảo tem mình thua chắc. Thề các bạn luôn. Rồi, trận này thì thằng Tara nó đi rừng các bạn ạ. Gái rít gái rát, tao cũng không ấy. Trời, cái gì vậy ba? Hay là tem mình đang bật mic nói chuyện rồi mày? Rồi. Rồi, chửi nhau rồi. Mới gì chửi nhau các bạn ạ? Chơi đã chửi rồi. Ôi trời, không ngồi được các bạn ơi. Mày đi chắc. Tao đảm bảo đó, hết chạy. Hết cứu. Quá là dở. Thằng này mà chơi Scoot thì mới đi rừng. Ê, cái gì mày? Tao lay mày luôn. Thề chưa chơi game đã chửi nhau đâu các bạn ạ. Chưa chơi game mà tem tui đã bắt đầu có những pha combat rồi. Nói chung là đơn giản thế này. Để mình giải thích lại cho các bạn tại sao là Alice đang bật mic là chửi. Thì tại vì ấy, đầu game ấy là vừa vào game, ông SP tem mình pick Alice. Thì ông Bijan có một câu chửi. Mình sẽ không bấm vào đây bởi vì là mấy cái từ thế này mà úp lên YouTube nó cũng bị ảnh hưởng các bạn ạ. Nói chung là bảo là lại pick con Alice kiểu dạng là nói chung là chửi các bạn. Các bạn biết là mấy người mà thường bị kỳ thị mấy con Aya Alice đối các bạn nó sẽ chửi ấy. Đấy. Mới vào thì anh ta đã chửi, thế là bắt đầu Alice cũng có vẻ cay cú ấy, chửi luôn. Đó, thấy chưa? Chửi tới. Để tôi tắt âm thanh cho anh em nghe cái chửi nhá, cái chửi lofi các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, đánh đi làm ơn, thôi, đừng chửi nhau nữa, làm ơn, đánh dùm em cần điểm. Em cầm điểm mấy chị ơi, đừng có chửi nhau nữa, đánh lấy điểm dùm em. Đừng đánh nhau, đừng chửi nhau với nó nữa, nó có nít kê đó. Hay, đấy, phải thế chứ, cuối cùng ông Bijan cũng thể hiện được là mình là một người biết chơi các bạn ạ. Đây, để tôi. Ok, hay quá. Lời là các bạn ạ, pha này chấp trụ đúng đắn đấy, ok chưa? Cứ đánh đi không sao cả. Làm sao mà thua được. Mày láo. Mày đòi solo trừng trị với tao à? Solo trừng trị cũng con. Bắn nó không? Mày thích bắn không? Con Aya nốt. Mày thích bắn không? Ôi rồi, vãi nồi ạ. Nó còn cái nồi tại các bạn ạ. Cho họ đánh đi em. Ôi ơi, thật luôn. Mày đùa à? Trời, thằng Tara này bị ảo rồi. Thế cứ mất bùa không à? Nó
nó ăn sạch bùa của mình luôn. Mình đã bảo các bạn luôn. Ôi trời nữa. Đánh không có tầm nhìn gì cả để chơi cái gì. Mày đi luôn. Mày đi luôn. Hết chạy. Láo. Cho mày thích cái bùa không? Thôi. Trời ơi ông ơi. Hơi toang rồi. Ôi trời ơi bãi trưởng thật. Trời ơi combo kìa. Anh combo kìa các bạn. Thế bạn chửi người ta mà bạn như thế sao nói được. Ây pin yếu đâu phong. Lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng thế. Ê nhưng mà tính ra pha đấy dù mình không pin yếu thì cũng thua. Bởi vì là mình tem mình đang bị bên kia phá trụ mà. Trời ơi trừ 82 điểm trừ giảm quá. Trời ơi anh em ơi, chơi game này chết rồi. Ê, mặc dù là vừa nãy thua ấy mà mình tưởng là mình bị trừ nhiều các bạn, như không các bạn ơi. Mình trừ có à đâu, mình không có bị trừ các bạn ạ, mà là mình lên được top 84, mình lên được top 24 luôn các bạn. Vừa nãy top 25 thì mình lên được top 24 nhá. Vậy là mình 8200 mà vừa nãy 8000 mấy đúng không? À, vậy là mình được cộng gần 200 điểm. Thôi tính cho 200 điểm đi. Vậy là mình cộng được 200 điểm các bạn ạ. Ui, nếu mà trận cuối mà không thua ấy, trận cuối mà không thua thì mình có thể lên được 300 điểm được các bạn ạ. Thật đảm bảo luôn, mà trận cuối đánh khó quá. Tiếp cận vùng được thế là mình cũng thua luôn các bạn ơi. Ok, thì đánh giá là sau một đêm mình chơi thì cuối cùng là mình được cộng tầm 190 mấy, nói chung là gần 200 điểm các bạn ạ. Thì cũng gọi là cũng lời chứ không gọi là lỗ nhá. Được mỗi một trận lên full phép, do một phần là cái trận mình cũng muốn lên phép tiếp ấy, nhưng mà cái trận cuối các bạn thấy không, trận cuối mình mới lên full phép là chắc có khi cút luôn đấy. Được rồi, và đó là một đêm đấu đỉnh cao của mình cùng với vị tướng Scoot các bạn ạ, top 24 Việt Nam. Đấy thì hiện tại là cũng vừa tròn khuya rồi đấy, mình đang đấu buổi đêm luôn đấy. Các bạn thấy là đèn mình hơi bị tối đúng không, tại do mình đang đấu đỉnh buổi đêm mà. Vậy nên các bạn đừng quên, nếu như mà thấy hay và thấy cuốn hút, và các bạn nào mà muốn lên TV, những bạn nào mà đang có cục top, cục tím, cục vàng như này, nói chung là trên top server ấy, thì có thể comment ở phía bên dưới hoặc là nhắn tin bên trên Facebook cho mình, chứ quên nhắn tin bên trên Facebook cho mình ấy, thì mình sẽ chơi và mình quay clip cho các bạn lên TV, xong rồi mình sẽ cũng có thể là lỡ đâu mình leo lên điểm cho bạn xem ấy. Thì các bạn có thể thấy là hồi giờ mình toàn leo cho mấy bạn fan này toàn lên điểm thôi, mà con nào mình chơi không chắc thì mình sẽ nói. Nói chung là có thì cứ nhắn tin nếu muốn lên được lên các thứ này như thế thôi. Còn thì bây giờ hẹn các bạn ở những cái một đêm đấu đỉnh cao tiếp theo của mình nhá.